Thưa quý vị, ngày 7 tháng 9, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố một loạt các biện pháp đối phó với việc mở rộng nhằm vào các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU, bao gồm hạn chế đối với các lãnh đạo quân sự hàng đầu của EU và nhân viên có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc EU tiếp tục thực hiện chính sách trừng phạt đơn phương chống lại Nga nhằm kiềm chế sự phát triển và trừng phạt những công dân Nga ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập là hành động bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc EU và các quốc gia thành viên riêng lẻ tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí sát thương và thiết bị quân sự đã và đang làm phức tạp thêm tình hình nhân đạo ở khu vực xung đột và gây nguy hiểm cho an ninh của toàn lục địa châu Âu. Điều này cho thấy EU không sẵn sàng bất kỳ đóng góp nào cho hòa bình ở Ukraine và châu Âu, mà thay vào đó là cố gắng kéo dài xung đột. Trước đó, vào ngày 5 tháng 9, tập đoàn Gazprom Nga thông báo đóng đường ống dẫn Nord Stream 1 vô thời hạn, khiến cho giá điện và khí đốt ở châu Âu tăng cao. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, những vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sẽ chưa thể giải quyết cho tới khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Ông cũng khẳng định đây không phải là lỗi của Gazprom mà do châu Âu đã từ chối cung cấp thiết bị, vốn được quy định trong hợp đồng.